Sáng hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 6 2021, shop cô gái Tánh Linh Bình Thuận có được gửi 18 cái lục cho 18 anh em cổ thủ của các tỉnh thành phố. Cũng như mọi cái clip, em làm clip này để giới thiệu chất liệu, giá cả của từng loại lục cho anh em tiện tham khảo. Trước hết cũng xin cảm ơn anh em cổ thủ trên toàn quốc quan tâm tin tưởng sử dụng lục cô gái Tánh Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng cho em xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại em gửi. Từ ngày gửi đến ngày nhận khoảng 4 đến 5 ngày. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Để làm không phí thời gian của anh em thì em cũng giới thiệu chất liệu, giá cả của từng loại lục cho anh em tham khảo luôn. Cái lục đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục 700.000 bao ship. Chất liệu cụ thể, khung inox, nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Thì em báo giá chất liệu và giá cả như trên hình nha anh em. Phụ kiện gồm có lá, cống như hình. Còn cái áo lụp dây đeo bên shop em không có báo giá gộp trong cái lồng, anh em lưu ý dùng. Cái lụp thứ hai trên màn ảnh nhỏ của anh em là lụp, cũng là lụp thép mạ đồng nhưng nâng cấp, trụ móc ti đồng, 900.000 bao ship. Cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 900 bao ship. Chất liệu cụ thể, khung inox, nan thép mạ đồng, trụ móc ti đồng. Cầu tử từ 30 đến 45 nha anh em, đồng giá 900 bao ship. Cái lục thứ 3 trên màn ảnh nhỏ của anh em đây là lục inox nguyên cái, trụ móc ti đồng, 1 triệu bao ship. Thì cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship. Nhưng mà đa số anh em cầu thủ trên toàn quốc đều chuộng cái lục cầu tử 35 vì vừa đủ dài và cái lục nó vừa thon gọn. Nên anh em đa số sử dụng cầu 35. Nên hầu hết trong tất cả các clip em đều lấy cái ảnh cầu tử 35 em làm mẫu cho anh em tham khảo. Cái lục thứ tư trên màn ảnh nhỏ của anh em, lục khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1 triệu 2 bao ship. Thì cái này anh em lưu ý, bên em làm mẫu mã hoàn toàn giống nhau, chỉ có chất liệu và nâng cấp một tí gì đó thì mới có mức giá khác nhau, chứ còn mẫu mã bên em thì hoàn toàn giống nhau nha anh em. Lục thứ năm cũng là lục thép lưỡng kim nhưng nâng cấp trụ móc, nhưng nâng cấp xanh cánh bướm, tức là cái xanh dưới em xếp dọc theo cái cầu tử đó, giá là 1,3 triệu bao ship. Chất liệu khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, xanh xếp cánh bướm, có độ thêm xanh xếp cánh bướm nha anh em. Anh em thích thì xếp xanh như trên màn ảnh nhỏ, còn không thích thì ta bung ra sẵn như vậy. Thì cái này trước sau gì nếu con bổi nhảy vào thì cái xanh nó sẽ tự động bung ra để nó hứng bổi, nên anh em thích thì xếp xanh, không thích thì ta bung ra sẵn. Còn cái nếu mà anh em chưa rành về cách đánh cái lục cánh bướm này thì anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái Tánh Linh Bình Thuận, thì rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên kênh YouTube của em. Hoặc anh em vào Zalo 0947252874, em niêm yết trên màn hình, em sẽ chia sẻ cái clip cho anh em tham khảo kỹ hơn. Thì ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo như trên màn ảnh nhỏ của anh em, là giá là 550.000 đồng bao ship. Cầu tử 60 cm tháo rời, chất liệu khung inox, nan thép lưỡng kim. Cái này đánh bằng hình thức giật dây chân giống như cái đàn cò, hoặc là cái lục gáo, cái đàn cò của anh em hay gọi là cái đàn cò á. Cái này không lập lá nha anh em, lưu ý cái này không lập lá để trống giống như đàn cò. Ngoài ra bên em còn cung cấp mẫu lồng cô gái đa năng, tức là hai chức năng, vừa đánh lục cây vừa đánh lồng gáo. Thì ta kết hợp trên một cái lục, cái lục này năm ngoái em bán cũng rất là nhiều, rất là chạy cái mẫu lục này. Giá 1,5 triệu bao ship, chất liệu khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, xanh xếp cánh bướm, hai cầu tử tháo rời. Thì nói sơ qua cho anh em dễ hiểu, thì cầu tử phía dưới là đánh bằng lập lá, cầu tử phía trên là đánh bằng hình thức dịch dây chanh giống như đàn cò. Mỗi lần đánh ta chỉ đánh một trong hai cầu tử. Nếu anh em muốn tham khảo kỹ hơn thì cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái đa năng, cô gái Tánh Linh Bình Thuận, thì rất nhiều cái clip em đã để sẵn trên đó. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng cô gái hai mặt nhá thái với ba mức giá khác nhau, 1,000,000 như trên màn ảnh nhỏ của anh em, và 1,2 triệu, 1,3 triệu. Cùng một mẫu mã, cùng một chất liệu nhưng có thay đổi đôi chút về trụ móc và xanh xếp cánh bướm thì giá nó khác nhau. Nếu mà trụ inox móc sắt là 1,000,000,
Cái này như trên màn ảnh nhỏ của Nam đây là trụ móc ti đồng là 1,2 triệu. Trụ móc ti đồng nâng cấp sen xếp cánh bướm là 1,3 triệu. Còn chất liệu của cái lục hai mặt này là khung inox nan thép lưỡng kim. Đó. Thì cũng cảm ơn anh em cầu thủ trên toàn quốc, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thì số điện thoại và Zalo em đã để sẵn trên kênh YouTube của em, trên màn ảnh nhỏ của anh em, 0947 252 874. Thì nhắc lại, anh em muốn mua hàng bên em thì em sẽ gửi toàn quốc và đặc biệt là gửi hàng, nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Nếu mà gửi bằng xe thì thanh toán luôn cho tại nhà xe.